Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, Đức Phật dạy rằng trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Đó là nội dung trong câu chuyện Làm sao để thoát khỏi bể khổ mà chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn trong chương trình này hôm nay. Tại sao già khổ? Tại sao bệnh khổ? Tại sao chết khổ? Tại sao ái biệt ly khổ? Và làm sao thoát khỏi những cái khổ này? Tại sao già khổ? Vì già không biết làm gì, cứ đi tới đi lui, nhớ con nhớ cháu, buồn ủ rũ, hết trách người này tới trách người kia. Thành ra thấy tuổi già lê thê, đen tối, nên già là khổ. Vậy già không khổ phải làm sao? Người già nên biết là dùng tuổi già trong công việc, những chị không có trách nhiệm, cứ ở tại nhà tìm những gì hay, những chị đẹp dạy cho con cháu, đem bài kinh hay, đoạn sách tốt để dạy con cháu, đó là vui rồi, đâu phải làm việc gì nhiều. Cũng như chúng tôi, một ngày sống là một ngày phải làm được cái gì cho mình và cho người. Lợi ích được cho mình, cho người thì vui, chứ đâu có khổ. Như vậy thì nói già khổ hay vui? Già thì thế nào cũng có kinh nghiệm hơn người trẻ. Vậy tại sao chúng ta không đem những kinh nghiệm ấy dạy lại cho người sau? Vì vậy, tuổi già không phải là thừa, không phải là bỏ đi. Mỗi ngày chúng ta sống đều có giá trị thì cuộc đời già là vui, chứ không phải là khổ. Nhìn thấu cái đau, điều này đa số chấp nhận. Có người nào đau mà không rên đâu. Rên tức là khổ chứ gì. Nhiều người than rằng, sao tôi bệnh hoạn lê thê, kéo dài năm này qua năm nọ, thiệt là chán quá. Nên vì đó thấy bệnh là khổ. Nhưng với con mắt nhà Phật, bệnh cũng không có khổ. Vì sao là không khổ? Vì Phật dạy, thân này do nhân duyên hợp, trong đó có đất, nước, gió, lửa. Kinh Niết Bàn nói, tứ đại là bốn con rắn nước, con rắn lửa, con rắn đất và con rắn gió. Tôi xin nói cụ thể hơn là, con rắn nước là rắn hổ ở dưới nước, con rắn lửa là rắn hổ lửa, con rắn đất là con rắn hổ đất, con rắn gió là con rắn hổ mây. Bốn con rắn hổ này nhốt trong một cái giỏ thì chúng phải cắn nhau, chống chọi nhau thôi. Người nuôi rắn thấy bốn con cứ chống nhau hoài, làm cho con này con nọ cứ bất an, thì phải can thiệp cho chúng hòa với nhau mới yên được. Chúng ta mang thân đất, nước, gió, lửa. Bốn chất đó có hòa hợp với nhau không? Ít hôm thì lửa thắng nước, lúc đó nóng quá phải kiếm cái gì uống cho mát, đó là điều hòa rắn hổ lửa. Ít hôm nước thắng lửa thì bị lạnh, run rẩy, phải kiếm cái gì đó uống cho ấm, đó là điều hòa con rắn nước. Ít hôm nữa lại thấy rắn đất bị hổ mây cắn, lúc đó chúng ta kêu trúng gió, phải đánh gió, hay tìm cách này cách kia làm cho gió ra thì thân mới nhẹ, cho nên mới nói gió thổi mạnh thì đất rung rinh. Chúng ta luôn luôn chống chọi nhau, chúng ta phải điều hòa chúng, như vậy nhàn hạ hay là khổ? Ai cũng có bệnh, nếu không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ, không bệnh nhiều thì cũng bệnh ít, chứ không ai hoàn toàn không bệnh, vì bệnh là khổ chung của tất cả mọi loài. Nhiều khi bệnh lăn lộn rên, rên là khổ. Nhưng giờ đây biết tu, khi bệnh chúng ta phải làm sao? Chúng ta nhìn bốn con rắn này, xem đứa nào thắng, đứa nào bại, biết rõ bốn con rắn độc đang chống chọi với nhau. Chúng ta không chấp thân này là thật, tứ đại tụ họp nên có thân, nhưng vì tụ họp trong sự chống chọi nên thân này là khổ. Chúng ta biết rõ nó không chắc, không bền, không có gì quan trọng nên bớt khổ. Thường bệnh đau chúng ta thấy khổ vì thấy thân là trên hết, vì sợ chết.
Nếu biết rõ nó là tướng duyên hợp thì hợp cũng tốt, mà tan thì cũng vui. Nếu nó còn thì chúng ta dùng vào việc hữu ích. Nó mất thì chúng ta ra đi một cách thảnh thơi, có gì đâu mà sợ. Nếu không sợ chết thì đau mặc cho đau, nó đâu có thiệt gì. Ngày xưa có một vị thiền sư bị bệnh. Thầy tri sự lên thưa: Bạch hòa thượng bệnh, có cái không bệnh chăng? Ngài đáp: Ôi da, ôi da, cái biết rên đó nó không có hình tướng nên không bị bệnh, còn bệnh là thân này bệnh. Như vậy chúng ta biết ngay nơi thân này là duyên hợp tạm bợ. Có hợp thì phải có tan, không có thì không có gì quan trọng, không quan trọng thì bớt khổ. Đồng thời chúng ta cũng biết ngay trong thân này có cái chân thật không hình tướng, nó chính là chủ trì của thân. Biết rõ cái đó thì thân có đau, có nhức là chuyện của thân. Nhìn được cái đau tức là chúng ta không đau. Tử như cởi áo hạ. Ai cũng thấy người sắp chết thở hổn hển, trăn trở bứt rứt, hết sức khổ nhọc, nên nói chết là khổ. Người nếu khéo tu, nhất là tu thiền, sẽ thấy khác. Khi ngồi thiền từ 1 giờ, lần lần tới 1 giờ rưỡi, 2 giờ, càng tiến lên, chân đau vô kể, nhưng ráng chịu đựng. Thắng được nó rồi thì sẽ qua luôn, không còn đau nữa. Thắng được là có gan dạ. Vì có gan dạ nên mới thắng được. Khi chúng ta chết, thân tứ đại rã rời tan nát, làm sao không đau đớn? Trong khi đau đớn, chúng ta nhìn nó, biết nó là bại hoại. Còn cái biết bại hoại đó không bại hoại, không đau đớn. Biết rõ như vậy thì chết không phải khổ nữa. Cho nên ngày xưa, thiền sư Từ Minh ở Trung Hoa có nói câu kệ: Sinh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Mùa đông lạnh lẽo, được đắp chăn ấm là vui. Mùa hè nóng bức, mồ hôi tươm ướt áo, được cởi áo đi chơi là khỏe. Với người biết tu thì sinh tử như trò chơi, không có gì quan trọng, nên không có gì khổ hết. Chỉ người không biết tu, sống lo bảo vệ, săn sóc, cung dưỡng cái thân này, nên khi thân này bại hoại, chới giới, không biết nương tựa vào đâu, vì vậy mà khổ. Khổ hay vui là tại người biết tu hay là không biết tu mà thôi. Thân này tuy có hợp có tan, nhưng ông chủ không mất thì còn gì khổ. Vì vậy, chết cũng không phải là khổ. Ái biệt ly khổ, tức là người mình thương yêu mà phải xa lìa nên khổ. Nếu chúng ta biết thương yêu là gốc của đau khổ thì nên bớt thương yêu đi thì bớt khổ. Nói hết thương yêu, người ta lầm tưởng đạo Phật khô khan quá, không biết thương ai hết. Tôi thường thí dụ như một dòng suối nhỏ, nước từ đầu nguồn tuôn chảy rất mạnh. Vì dòng suối nhỏ mà nước nhiều nên nó chảy xiết. Còn biển cả mênh mông, thấy như không chảy mà thật ra nó chảy ngầm. Nếu không thì làm sao có nước rồng nước lớn? Cũng vậy, thế gian cột trói mình trong tình thân thuộc, tình bè bạn, nên khi xa cách phải đau khổ. Còn người tu thì mở rộng lòng thương hết chúng sinh, nên ai chúng ta cũng thương. Vì thương tất cả nên như biển, không chảy xiết nên không khổ. Tình thương có cột trói là khổ, còn lòng từ thương hết mọi người thì không khổ. Người này đi vắng thì còn bao nhiêu người khác chúng ta phải lo cho, có rảnh đâu mà nhớ thương một người. Như vậy, tâm từ bi là tâm tràn trề lai láng, không có hạn cuộc. Còn ái kiến là cột trói, mà cột trói riêng biệt thì là khổ. Vì vậy nên nói ái biệt ly khổ. Nếu chúng ta dứt được lòng ái thì tự nhiên khổ theo đó dứt hết, sẽ vui được ngay. Thưa quý Phật tử và các bạn, Đức Phật dạy, người có nhiều đức tính tốt hơn ta là bậc thầy của ta. Ta học được những cái hay của họ. Người có cái dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta. Ta cũng học để tránh. Thầy hay, chúng ta học bắt chước. Thầy dở,
chúng ta học để tránh. Chúng ta thấy tổ dạy quá kỹ, nhược nhân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, tức là người tu hành chân thật thì không thấy lỗi của người đời, vì thấy lỗi người thì quên lỗi của mình. Hễ quên lỗi mình là không tu, mãi lo nhớ anh này dở, chị kia kém, rồi buồn giận phát sinh. Người tu thực thì hằng xét nét lỗi của mình. Mình còn tham, ít biết nhẫn nhục, nhiều si mê để khiển trách và sửa chữa. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Có nghĩa là thấy lỗi người thì lỗi mình đến bên cạnh rồi. Tại sao vậy? Vì khi thấy lỗi người, tấm ngã mạn liền sinh. Vì vậy phải dè dặt, đừng thấy lỗi người mà phải thấy lỗi mình để mình tu sửa cho tiến bộ. Thấy lỗi mình, bỏ lỗi người. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Có nghĩa là nếu người làm trái là họ chịu, mình đừng giành cái trái của người. Thế mà người đời cứ đi giành cái trái của người ta, thấy ai làm lỗi liền sinh bực bội, nóng giận. Như vậy là người có lỗi, mình liền sinh lỗi, tức là mình giành lỗi với người rồi. Nhiều người nói mới nghe coi như họ tích cực lắm, kỳ thực thì họ chưa biết tu. Họ cho rằng mình phải thấy lỗi người để chỉ trích cho họ sửa. Nếu mà không chỉ thì để họ trái hoài hay sao? Thoạt nghe thấy như tốt lắm. Nhưng nếu cứ thấy lỗi người hoài thì sinh tự cao ngã mạn, đó là cái bệnh lớn của người tu, đâu phải là người tốt. Đảng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não quá, có nghĩa là chỉ nhìn lại mình để thấy cái tâm sai quấy lỗi lầm mà phá bỏ nó, luôn luôn do dứt trừ phiền não để cho tâm được trong sạch. Được như vậy thì tánh ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước họa, tức là yêu ghét không bận lòng, thì lúc đó duỗi thẳng hai chân ngủ một cách thoải mái. Sợ dĩ chúng ta nằm xuống ngủ không được làm gì nhớ người này nhớ người kia, buồn người nọ, trách người nọ, tâm tư cứ quay cuồng thì làm sao mà ngủ cho được. Người thật tu thì hết khổ, còn người tu giả cứ thấy lỗi người hoài thì khổ hoài. Tu là cốt đem lại sự an ổn cho mình và cho người. Nếu mình bất an thì mọi người cũng bất an lây. Thế cho nên phải buông xả hết thì mới có thể tiến tới chỗ an vui. Khi mình được an vui thì người cũng được an vui lây. Nếu mình cố chấp, phần mình đã khổ lại còn làm khổ lây cho người khác nữa. Nhớ, đừng mang tâm trạng tìm lỗi người khác mà phải luôn nhìn lại lỗi mình. Phải dẹp lỗi lầm của mình, phá sạch tâm phiền não, buông xả lòng yêu ghét. Có như vậy mới thảnh thơi hết khổ được. Bồ Tát thường bất khinh, thấy ai cũng có Phật tính và sẽ thành Phật. Không thấy người nào dở cả, nên đi đâu gặp ai, Ngài cũng nói: tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Nếu thấy ai cũng sẽ thành Phật thì có khinh chê người nào đâu. Vậy chúng ta hãy kiểm lại mình và nghĩ rằng chung quanh mình ai cũng trở thành người tốt, tốt bằng mình hoặc tốt hơn mình, thì mình đâu có chê chán ai, đâu có xa lánh ai. Còn nếu mình thấy ai cũng xấu hết, chỉ có riêng mình là hay, thì ai giúp mình được nữa. Bởi thế cho nên phải nhớ cho kỹ là phải thấy lỗi của mình, tìm cái hay của người. Học người để rèn mình. Phật dạy rằng, người có nhiều đức tính tốt hơn ta là bậc thầy của ta. Ta học những cái hay của họ. Người có cái dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta. Ta học để tránh. Thầy hay, chúng ta học bắt chước. Thầy dở, chúng ta học để tránh. Cũng vậy, khi phát tâm tu, người trợ giúp phương tiện để tiến là thiện tri thức. Mà người làm chướng ngại để thử thách coi mình tiến tới đâu cũng là thiện tri thức. Người giúp phương tiện là kéo mình lên từ từ, người thử thách giúp mình nhảy giọt. Cả hai đều là người tốt giúp mình tiến, cho nên không có người nào để cho chúng ta chê chán cả. Người phát tâm tu, không ai
mà không thầm hứa chinh phục tham sân si. Đã ngầm hứa như vậy rồi, thì những cơ hội khơi dậy tham sân si là cơ hội tốt để cho chúng ta điều phục nó. Nếu chúng ta chưa điều phục được thì trách mình hay trách cơ hội? Phải tự trách mình còn yếu, nhưng mà đa số người tu gặp chướng duyên cứ trách thiên hạ, trách hoàn cảnh. Tôi tu mà thiên hạ phá tôi hoài. Chớ không ngờ chính mình vì mình không thật tu, hoặc tu còn yếu không chuyển được cảnh, rồi thối chuyển, lui sụt. Nếu nói theo đạo lý chân thật thì thế gian này không ai phá mình cả, chỉ có mình phá mình. Tất cả cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, tự nó không bắt mình thành tốt hay là thành xấu, mà là chính mình mới thành tốt hay thành xấu mà thôi. Thí dụ có một Phật tử mới phát tâm đi tu, đi đường bỗng thấy một thỏi vàng rớt trên đất, động lòng tham lượm bỏ túi. Từ đó tâm bất an, toan tính đủ chuyện hết. Bất an là do không điều phục được lòng tham, lòng nó quấy phá mất thanh tịnh mà đổ thừa do vàng cám dỗ. Nếu thấy vàng thì thấy, cứ đi đi, không bận lòng thì có gì mà trở ngại. Trong cuộc đời này không có cái gì ở bên ngoài hại mình bằng chính mình không làm chủ được tham sân si nơi mình. Nếu biết gốc của tai họa từ tham sân si ở nơi mình thì phải thẳng tay mà điều phục nó, chứ không có kêu ca than trách người, trách hoàn cảnh. Đường đến an vui, Phật và Bồ Tát chỉ cho chúng ta con đường rất cụ thể, đó là biết như thật điên đảo, không thọ tất cả pháp, nội tâm tịch diệt đến niết bàn. Vậy thấy như thật điên đảo là như thế nào? Điên đảo là thấy đầu làm đuôi, giả cho là chân, thấy trái ngược gọi là thấy điên đảo. Thí dụ, được khen thì vui, bị chê thì buồn. Lời khen chê là âm thanh vừa phát ra liền mất, nó không thật mà chấp nó là thật. Chẳng hạn người tửu lượng thấp uống có nửa lít rượu đã say mềm, khen người tửu lượng cao uống một lít không say là giỏi, là hay. Còn người Phật tử giữ năm giới không uống rượu bị chê là người bỏng sẻn không biết ăn chơi. Nếu qua lời khen đó mà vui, qua lời chê đó mà buồn là điên đảo. Vì cái không đáng buồn mà buồn, không điên đảo thì là gì? Cái không đáng khen mà khen, khen để đi tới chỗ chết. Cái khen đó là hại, tại sao lại mừng? Lời khen chê không có giá trị thật, mà lầm tưởng là thật. Đó là điên đảo. Điên đảo mà tự mãn với điên đảo, nên rồi cứ đau khổ. Nhóm người này khen mình, lại có nhóm người khác chê mình. Khen chê tùy chỗ, tùy thời, tùy theo cái nhìn của mỗi người. Không có lẽ thật mà mình chấp là thật, đó là sai lầm. Tiếng nói đã không thật, giá trị khen chê cũng không thật. Hai cái không thật tưởng là thật, không điên đảo là gì? Do không biết như thật điên đảo, nên mới chấp nhận các pháp. Khen thì vui, nên giành được khen rồi dẫn tới đấu tranh. Bị chê thì buồn, nên nổi sân giận, sinh đấm đánh lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau, không có ngày cùng. Ngày nơi cái điên đảo mà thấy đúng như thật, thì không chấp không tạo thêm tội lỗi, mà phát triển điều hay điều tốt. Chẳng hạn như biết thân này là vô thường giả tạm không thật, nhưng vẫn đem nó ra làm việc hữu dụng cho đời. Sống một ngày làm cho xứng đáng một ngày, ngày mai còn làm nữa, ngày mốt còn làm nữa, làm hoài cho tới chết mới thôi, không chán. Nếu nghĩ thân nay còn mai mất, làm chi cho mệt, ngồi chơi uống trà cho khỏe là tai họa. Cùng một sự việc mà thấy đúng thì cuộc sống có giá trị, đời vui tươi. Nếu thấy không đúng thì gây tai họa lớn không thể lường được. Vì vậy, người học Phật nương theo cái nhìn của Phật là thấy tất cả điên đảo đúng như thật, để không thọ nhận các pháp, cho tâm được tịch diệt và đến niết bàn. Niết bàn đối với chúng ta gần hay xa, và có ai không có quyền đến hay không? Ai cũng có quyền đến niết bàn với điều kiện như đã nói trên. Phật dạy cách tìm vui trong bể khổ.
Phật dạy chúng ta biết cách hành điều vô thường, đều là pháp sinh diệt. Chúng ta đừng cố chấp, đừng luyến tiếc, đừng quá thương yêu, mà phải làm sao cho tất cả những thứ sinh diệt đó lặng hết, thì tịch diệt là niềm vui an lạc sẽ đến. Muốn mà không được, đó là khổ. Cầu là mong cầu, bất đắc là không được như ý, nên khổ. Chúng ta mong muốn hoặc trông chờ điều gì mà không được thì khổ. Nếu chúng ta không thèm mong cầu chi hết, ngày nay sống lo việc ngày nay, không trông đợi ngày mai thì tâm an. Ngày nào chúng ta cũng làm tất cả việc tốt, việc lành, cứu người này giúp người kia. Không giúp được người thì giúp vật, không cần cầu việc gì cao xa mà chúng ta dâng được an lành. Do đó, chỉ cần dẹp lòng tham cầu thì tự nhiên hết khổ. Nên nói hết tâm tham cầu liền được an vui. Ghét phải chạm mặt là khổ. Thù oán mà gặp lại nhau thì khổ. Ghét ai đó cay đắng mà họ cứ ngồi trước mặt mình hoài cũng khổ lắm chứ. Bây giờ chúng ta đừng thèm ghét ai hết thì không còn khổ. Không khổ tức là vui rồi. Như vậy, từ mê muội mà khổ, bỏ mê muội đi thì vui. Như có nhiều người đang đi trên một chiếc thuyền qua biển, sóng gió chông chanh làm thuyền muốn lật. Lúc ấy, mọi người có rảnh rỗi để cãi giả giận hờn nhau hay không? Hay ai cũng lo làm sao cho khỏi chết? Trên thế gian này cũng vậy, ai ai cũng có bao nhiêu thứ hoạn nạn đang chực chờ, nên ai cũng là người đáng thương. Mình đã đáng thương rồi, mọi người xung quanh lại càng đáng thương hơn. Vì vậy, thương nhau không hết, có đâu giận hờn làm khổ cho nhau. Ai ưa giận hờn, người đó không hay dạy. Vậy mà thế gian cứ giận hoài. Có người còn nói, tôi giận người đó mấy chục năm rồi chưa hết. Vì ấy đâu biết ôm ấp giận trong lòng, là mình đang chứa những hòn lửa than, sẽ thiêu đốt ta gầy mòn héo hon. Giận nhiều thì hại nhiều, không có lợi ích gì cả. Việc qua rồi chúng ta nên xí xóa với nhau, rồi cười vui. Cuộc đời tạm bợ mà. Thật ra chúng ta còn là phàm phu, bảo đừng giận thì chưa có được. Xong, có giận nên bỏ mau đi một chút. Kinh Phật có câu, tăng hận bất cách túc, tức là tăng giận không quá một đêm. Chúng ta cũng giận khi nghe lời trái tai, nhưng giận một chút rồi bỏ đi, dứt tâm quán hờn thì chúng ta được an vui. Ngủ ấm xí thạnh khổ, tức là thân nắm ấm này mạnh mẽ hưng thịnh quá thì cũng khổ. Ngược lại, nếu biết dùng thân nắm ấm để tiến tu thì sẽ an vui. Thí dụ như khi mình đi qua sông không có thuyền bè, nhờ khúc gỗ mục giúp mình lội qua sông. Nhưng đã qua sông rồi, phải biết bỏ khúc gỗ đi, không nên tiếc. Thân này cũng vậy, bệnh hoạn đau ốm đủ thứ, chúng ta lỡ mang vào rồi, phải dùng nó cho có ý nghĩa. Dùng thân làm lợi cho mình, đánh thức cho người. Chỉ vì việc tiến tu thì đó là hữu ích. Còn nếu cung dưỡng săn sóc thân cho lắm, tới ngày nó mất thì khổ đau. Như vậy, mấy thứ khổ đã kể này không phải thật khổ. Chỉ khi chúng ta mê, chúng ta mới thấy thật khổ. Nếu tỉnh giác thì không còn khổ nữa. Phật nói khổ để chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh thì không còn khổ mà là được vui. Trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy bài kệ: các hành vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Có nghĩa là tất cả các tướng có đi có lại, các sinh hoạt ở thế gian đều là vô thường, không bền lâu, thuộc pháp sinh diệt. Từ thân hành cho tới ý hành, cả hai đều thuộc về pháp sanh diệt. Tất cả các thứ sanh diệt lặng hết thì tịch diệt hiện tiền. Chỗ lặng lẽ đó chính là an vui. Chúng ta hiểu đạo lý, phải khéo ứng dụng tu như vậy. Một là đừng chấp thân vô thường là thật. Hai, phải lặng tâm vô thường sinh diệt xuống, lúc đó chúng ta sẽ hết khổ được vui. Đối với người tu niệm Phật, phải niệm Phật cho nhất tâm, khi tâm sinh diệt hết mới được sanh cõi cực lạc. Đối với người tu thiền, nếu tâm sinh diệt lặng thì định,
do định nên trí tuệ phát sinh, ấy là vui. Xin đừng cố chấp. Phật dạy chúng ta biết các hành điều vô thường, đều là pháp sinh diệt. Chúng ta đừng cố chấp, đừng luyến tiếc, đừng quá thương yêu, mà phải làm sao cho tất cả những thứ sinh diệt đó lặng hết, thì tịch diệt là niềm vui an lạc sẽ đến. Trong nội tâm của mình, nếu cứ lo nghĩ chuyện này chuyện kia dồn dập, lúc đó gương mặt mình buồn bã. Còn ngược lại, nếu tâm mình thơ thới, không có một niệm lo nghĩ nào hết, lúc đó gương mặt của mình tự nhiên được tươi vui. Như vậy, cái sinh diệt lặng rồi thì tịch diệt tức là nguồn vui hiện tiền. Nên người khéo tu lúc nào cũng tìm cách đưa tâm sinh diệt của mình đi đến chỗ lặng lẽ. Đó là nguồn an lạc lớn lao nhất của người tu. Nói tóm lại, chúng ta tu Phật là vui hay khổ? Tu Phật là vui. Phật nói khổ để chúng ta tìm ra nguyên nhân của khổ và diệt khổ thì được an vui. Người không hiểu rõ đạo Phật nên đánh giá sai lầm, cho đạo Phật là bi quan, yếm thế. Người hiểu đạo Phật đúng đắn là người biết tìm về nguồn an vui, biết tìm về nguồn giải thoát, chứ không phải khổ đau như người ta tưởng. Đức Phật ra đời vốn đem lại ánh sáng chân lý cứu khổ cho thế gian. Ban đầu, Ngài nói rõ khổ, chỉ ra tướng khổ, rồi chỉ rõ nguồn gốc của khổ, để giúp người giải tỏa khổ, được an vui. Không phải Ngài nói khổ để mà khổ, để bi quan chán đời. Thấy khổ rồi vượt thoát khỏi khổ và giúp cho người thoát khổ, đó là con đường chuyển hóa tiến lên, đem lại niềm vui chân thật cho đời. Người học Phật, khéo hiểu đúng chánh pháp, có cái nhìn sáng tỏ, cởi mở tình chấp sai lầm, nhẹ bớt chấp là nhẹ bớt khổ ngay hiện tại. Đó là lợi ích thiết thực của Phật Pháp ngay tại thế gian. Học Phật mà vẫn cứ chấp chặt, chấp nặng không chịu buông, là dẫn đi con đường khổ, tự mình làm cho khổ mình, chứ không ai khác cả. Xin kể một câu chuyện để thay lời kết thúc. Ngày xưa có một người nọ, có việc phải vất vả băng núi lội sông, đi qua những vách núi sừng sững, treo leo, rất nguy khốn. Bất thần anh ta bị hụt chân té xuống vực sâu, sinh mạng giờ chỉ còn trong chớp mắt. Anh đưa hai tay quơ quạng, quơ vào trên không trung, thì may mắn chụp được một cành cây khô trên vách núi. Anh mừng rỡ vì mình còn có cơ hội sống sót. Nhưng khổ nổi, cả người anh cứ bị treo lơ lửng, không thể xuống hay là lên. Trong lúc vô cùng nguy cấp, anh nhìn lên bờ chợt thấy Đức Phật Từ Bi đứng nhìn xuống. Gặp được cứu tinh, anh vội vàng cầu xin Phật Từ Bi cứu vớt. Đức Phật hiền từ nói, ta sẵn sàng cứu, nhưng ngươi phải nghe theo lời ta. Anh ta thưa, bạch ngài, đến nước này con đâu còn dám cãi lời ngài, con nhất định nghe lời ngài chỉ dạy. Đức Phật nói, tốt lắm, bây giờ ông hãy buông tay đang nắm cành cây ra. Người này nghe xong liền nghĩ, nếu buông tay, sợ sẽ bị rơi xuống vực sâu muôn trượng, tan xương nát thịt, làm sao bảo toàn sinh mạng đây? Vì sợ mất mạng, nên hai tay của anh càng nắm chặt hơn. Phật bảo, ngươi không chịu buông cây, đưa tay lên cho ta thì làm sao ta cứu được ngươi? Thế nhưng, anh ta vẫn khư khư nắm chặt cành cây. Đức Phật dù có thương cũng đành chịu. Phật dạy về cuộc sống, có bốn loại người nói năng sai trái. Một là giọng ngôn, hai là ba phải, ba là thiểu ngữ, bốn là xảo ngữ. Nói năng không thành thật, mắc phải những lỗi trên thì quả từ miệng mà ra. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe nội dung này qua lời dạy của Đức Phật. Quả phúc tài miệng, bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Thứ nhất đó là giọng ngữ, nói dối. Phật giáo coi trọng sự thật và điều thật, nên nói dối là một trong những tội nghiệp nặng. Người mà mở miệng ra là nói dối rồi không chớp mắt, nói dối tới quen miệng, thuận lời không cần suy nghĩ,
chính mình còn không cảm nhận được mình đang nói dối, thật là nguy hiểm. Những người này đôi khi nói dối cũng không phải là để hại người, mà nói dối cho vui, ba qua, nhưng không biết rằng như thế là rước họa vào thân. Người gặp thì đề phòng, bạn bè gặp thì lánh xa, nhân duyên gặp thì dục mất. Vì Phật dạy về cuộc sống, dù nói dối xuất phát từ hảo tâm hay ác ý, đều là tạo nghiệp xấu, làm tổn hại danh dự và hạ thấp bản thân. Thứ hai là ba phải, tức là nói hai lời. Hai lời tức là lúc nói thế này, lúc nói thế khác, châm ngòi ly gián. Trước mặt người này nói A, mà với người khác lại nói B, để hai bên phát sinh mâu thuẫn. Loại người này rất nguy hiểm, dùng lời lẽ hại người và tạo nghiệp ác, chứ không đơn thuần chỉ nói là sai sự thật. Thứ ba là thiểu ngữ, lời lẽ thô thiển. Người mà hay dùng những lời không hay đã kích người khác thì đối với Phật giáo chính là ác nhân. Đã thương lòng tự trọng của người khác, chửi mắng người khác, làm phương hại danh dự người khác là quả từ miệng ra. Nói lời hại người lại chính là hại mình, tự mang phiền toái đến cho mình. Bởi vậy, Phật dạy tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Khi thốt ra những lời lẽ thô tục đối với người khác thì cũng là lúc bản thân bị hạ thấp, mà nói lời thiểu ngữ lại còn bị tổn phước, rất không nên làm. Thứ tư là xảo ngữ, lời lẽ khiêu khích. Người dùng ngôn ngữ khích mát gợi lên lòng tham sân si của người khác. Tuy cười nói bóng bẫy đấy, mà bụng dạ sâu xa cũng là ác nghiệp. Nếu không thể dùng từ bi mà quá độ tham sân si của người khác, thì cũng không nên khơi gợi cổ vũ những lời nói xấu ấy. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đừng vì đôi lời nói ra phút chốc mà gánh nghiệp cả đời. Tiếp theo là 15 điều cần nhớ để có cuộc sống đúng nghĩa. Thưa các bạn, cuộc sống sẽ là một cuộc hành trình đầy thử thách hoặc không là gì cả. Chúng ta sẽ không thể trở thành người chúng ta mong muốn bằng cách vẫn tiếp tục làm những gì đã từng làm. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của chính bản thân bạn, mà không phải là những gì áp đặt từ quan điểm của người khác. Thứ nhất là trân trọng những người bạn tuyệt vời và những điều đáng quý trong cuộc sống này. Đôi lúc chúng ta vô tình không nhận thấy những giá trị tốt đẹp mà người khác dành cho mình, cho đến khi họ không còn làm điều đó nữa. Đừng như vậy. Biết ơn vì bạn đã có. Những người yêu thương bạn, những người quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, cho đến khi họ không còn ở bên cạnh bạn nữa. Thế nên, ngay từ bây giờ, hãy trân trọng những phút giây đáng quý, cảm ơn cuộc đời, và rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Thứ hai là phớt lờ hết những điều tiêu cực ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn cho phép người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn, thì bạn sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng hay tiêu cực từ lúc nào không hay. Bỏ qua tất cả những điều gây tổn thương cho con người bạn. Không ai có quyền phán xét bạn. Họ có thể biết những câu chuyện của bạn, nhưng họ sẽ không thực sự cảm nhận được những gì mà bạn đã trải qua. Bạn không thể nào kiểm soát được tất cả những gì họ nói, nhưng bạn có thể kiểm soát được tầm ảnh hưởng của chúng đến với mình như thế nào. Chỉ đơn giản là gạt bỏ tất cả những thứ tiêu cực xâm nhập vào trái tim và tâm trí của bạn. Thứ ba đó là tha thứ cho những người đã từng làm bạn tổn thương. Tôi tha thứ cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng bạn. Tôi không có thời gian để thù ghét những người đã làm đau tôi, bởi vì tôi đã quá bận rộn để dành thời gian cho những người mà tôi yêu thương. Người đầu tiên nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất. Người đầu tiên biết tha thứ cho người khác là người mạnh mẽ nhất. Người đầu tiên biết hướng về phía trước là người hạnh phúc nhất.
Hãy dũng cảm, mạnh mẽ, hạnh phúc và thoải mái với con người của mình. Thứ tư là luôn là chính mình. Nếu bạn may mắn nhận ra mình có một điều gì đó khác biệt tuyệt vời hơn cả mọi người, thì đừng thay đổi nó. Sự duy nhất luôn luôn là một điều tuyệt diệu. Thế nhưng thật nực cười là trong cuộc sống lại có những người cố gắng thay đổi mình để giống với những người khác. Hãy giữ lấy những gì là của riêng bạn. Khi thế giới cười bạn vì không giống họ, thì hãy đáp lại họ với một nụ cười của riêng bạn. Điều quan trọng nhất khi đó bạn được là chính mình. Thứ năm là lắng nghe tiếng nói bên trong con người của bạn. Cuộc sống sẽ là một cuộc hành trình đầy thử thách hoặc không là gì cả. Chúng ta không thể trở thành người chúng ta mong muốn bằng cách vẫn tiếp tục làm những gì đã từng làm. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của chính bản thân bạn, mà không phải là những gì áp đặt từ quan điểm của người khác. Làm theo những gì trái tim của bạn mách bảo, thì đó chính là con đường riêng của bạn. Những người khác có thể đi cùng bạn, nhưng họ sẽ không thể thay thế được bạn. Hãy luôn trân trọng cuộc sống của bạn mỗi ngày. Một ngày tươi đẹp sẽ mang đến cho bạn những niềm hạnh phúc, còn sự thất bại sẽ trang bị thêm cho bạn những bài học kinh nghiệm tuyệt vời. Những điều tồi tệ nhất sẽ mang lại cho bạn những bài học tốt nhất. Thứ sáu là bắt đầu thay đổi và cởi mở hơn với thế giới. Điều khó khăn nhất để bắt đầu thay đổi là bỏ đi những gì bạn đang làm theo thói quen và bắt đầu thực hiện những điều bạn chưa từng làm. Dù có đôi chút lo lắng, phân vân hay nghi ngờ gì, thì bạn hãy tin rằng mọi chuyện đều có thể thay đổi được. Hãy tận hưởng những gì đang có trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể không đến được chính xác nơi bạn muốn đến, nhưng bạn sẽ đến được nơi bạn cần đến. Thứ bảy là khôn ngoan với các mối quan hệ của mình. Những người bạn tốt không chỉ ở bên bạn mỗi khi bạn vui, mà sẽ còn cùng bạn vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Họ là những người luôn yêu quý bạn, dù như thế nào đi chăng nữa. Tình yêu thương của họ dành cho bạn là mãi mãi. Đừng cố gắng rượt đuổi để đi tìm lấy một tình yêu hảo quyền, mà hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi bạn thực sự tìm ra nó. Đừng để sự cô đơn lái bạn vào vòng tay của một ai đó mà bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ thuộc về họ. Hãy yêu chỉ khi bạn thực sự sẵn sàng. Một mối tình tuyệt vời cũng đáng để chờ đợi lắm chứ. Thứ tám là nhận ra những người luôn yêu thương bạn. Những người bạn thực sự sẽ mãi mãi ở bên bạn, cho dù có chuyện gì xảy ra. Hãy dành cho họ những tình cảm đặc biệt nhất của bạn, thậm chí ngay cả khi họ có làm một chuyện gì khiến bạn không vừa ý. Thứ chín là yêu thương chính bản thân mình. Nếu bạn có thể yêu trẻ con, mặc cho những thứ lộn xộn mà chúng gây ra, dành tình yêu thương cho mẹ trọn đời, mặc cho khoảng cách về tuổi tác, quan tâm đến cha, mặc dù đôi lúc khó chịu vì tính bảo thủ của ông, yêu thương những anh chị em của bạn, dù cho tính lề mề khó chịu của họ, thoải mái với những người bạn của bạn, thậm chí đôi khi họ có quên trả tiền lại cho bạn, thì bạn sẽ biết làm thế nào để chấp nhận một người không hoàn hảo và yêu thương chính bản thân mình. Thứ 10 là làm những thứ mà bạn biết rằng nó có ích cho tương lai của bạn. Những gì bạn làm hàng ngày sẽ quan trọng hơn kết quả của cả một quá trình đó. Nó quan trọng bởi vì bạn đã đánh đổi một ngày cuộc sống đáng giá của mình cho nó. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng nó sẽ thực sự có giá trị và hữu ích cho tương lai của bạn. 11 là cảm ơn những điều phiền toái mà bạn không vướng phải. Có hai cách để trở nên thoải mái và hạnh phúc trọn vẹn. Thứ nhất là làm tất cả những điều bạn muốn, hoặc thứ hai là hài lòng với những gì bạn đang có. Hãy biết chấp nhận và trân trọng những điều bạn đang có ở giây phút hiện tại. Hạnh phúc sẽ đến
khi bạn dừng phàn nàn về những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và làm điều ngược lại là cảm ơn những điều rắc rối mà bạn không bị vướng phải. Hãy luôn nhớ rằng, bạn cũng phải trải qua những ngày tồi tệ rồi thì mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. 12 là dành thời gian để làm những điều thú vị riêng của bạn. Đôi khi bạn cần thời gian suy gẫm để thấy rõ những gì đang ở phía trước. Đừng để những lo lắng, tức giận của công việc chiếm hết toàn bộ thời gian và tâm trí của bạn, khiến cho bạn không còn khoảng trống nào khác để dành cho những thú vui cá nhân hay tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống này. 13 là cảm nhận những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Những điều tốt nhất trong cuộc sống luôn ở trước mặt bạn. Nó hoàn toàn là những điều đơn giản mà đôi khi bạn không ngờ tới, như cảm giác ngắm hoàng hôn trên biển hay dành thời gian cho những người thân yêu của mình. Tận hưởng những giây phút đáng giá ấy, bởi vì một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, sẽ thấy được niềm hạnh phúc bởi bạn đã từng trải qua nó. 14 là chấp nhận rằng quá khứ không phải là hiện tại. Đừng để quá khứ đánh cắp đi hiện tại và tương lai của bạn. Bạn có thể không tự hào về những điều bạn đã từng làm trong quá khứ, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả. Quá khứ không phải là hiện tại, quá khứ không thể thay đổi được. Vậy thì hãy quên nó đi, bỏ nó ra khỏi tâm trí của bạn và chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm và thậm chí đã từng rất hối tiếc về quá khứ. Nhưng hiện tại, điều đó không còn ảnh hưởng gì đến ta nữa, thì hãy biết tập trung vào nguồn sức mạnh dành cho ngày hôm nay và tương lai của bạn. 15 là hãy chỉ đi khi bạn đã sẵn sàng. Đừng cố gắng níu kéo những mối quan hệ đã tan vỡ hay những sự việc bất thành. Nếu như bạn cố ép buộc chúng theo ý của mình, chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Khi một cánh cửa đóng lại, thì nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra. Hạnh phúc chỉ đến khi bạn biết phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn của mình, sẵn sàng đón nhận trở ngại với nụ cười rạng rỡ cùng trái tim đầy nhiệt huyết. Nhất định bạn phải tha thứ cho 5 người này để thanh thản đến hết đời. Thưa các bạn, có bao giờ bạn cảm thấy lòng mình nặng nề khi lúc nào cũng phải ghét, phải hận, phải giận dỗi một ai đó không? Cái cảm giác ấy giết chúng ta dần dần và tâm hồn thì không bao giờ có thể thanh thản được. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên. Sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp. Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý. Cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng, tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Cứ mãi nhớ và không quên những khuyết điểm của người khác, thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình. Bởi lẽ đó, để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản, ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác. Thế nhưng, rất khó để ta tha thứ cho người đã từng làm tổn thương mình, dù sự tổn thương ấy có sâu sắc hay không. Hãy tha thứ cho 5 người này thì tự ác lòng mình được thanh thản. Thứ nhất là tha thứ cho bạn bè. Bạn bè là những người đồng hành cùng chúng ta cả cuộc đời này. Họ giống như gia đình thứ hai vậy. Vậy nên không có lý do nào để chúng ta không thể tha thứ lỗi lầm cho họ. Cuộc đời con người vốn dĩ không thể hoàn hảo, và chúng ta luôn cần những người bạn. Có đôi khi, bạn chỉ cần thông cảm với những lỗi lầm, lối thoát tự nhiên sẽ xuất hiện trong một mối quan hệ bạn bè. Thứ hai là tha thứ cho kẻ thù. Trong xã hội mà sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt như hiện nay, bạn sẽ không biết được lúc nào mình có kẻ thù, và không biết được mình có bao nhiêu kẻ thù. Đặc biệt là tại công tác ngoài xã hội, ngày càng áp lực càng lớn, khó tránh khỏi có người không cùng suy nghĩ với bạn. Họ có thể ở sau lưng mà
bàn tán về bạn, phỉ báng bạn và biến bạn thành kẻ thù của họ. Dù cho bạn là một người không muốn tranh giành quyền thế, nhưng phiền toái sẽ hết lần này đến lần khác tìm đến bạn. Lúc đó, bạn sẽ làm thế nào? Hãy tha thứ, vì biết đâu, một ngày họ sẽ trở thành bạn của chúng ta. Đừng để hận thù ngày càng trở nên sâu sắc không thể quá giải. Thứ ba là tha thứ cho kẻ hãm hại mình. Những lỗi lầm, những điều vô cùng tệ bạc mà họ đối xử với chúng ta có thể chỉ là một đố kỵ nhất thời. Thay vì khắc sâu sự căm ghét ấy trong lòng, thì hãy học cách cho nó ra đi. Có đôi khi những người ấy lại giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, sắt đá hơn. Thứ tư là tha thứ cho những người phản bội. Một câu hỏi mà nhiều người vẫn dằn vặt đến hết cả cuộc đời, liệu có nên tha thứ cho những người phản bội hay không? Có thể là phản bội trong tình yêu, phản bội trong tình bạn. Dù nỗi đau ấy có sâu đến như thế nào, nếu bạn có thể tha thứ, nó sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Chúng ta không nhất thiết phải lấy oán báo oán. Chính sự rộng lượng của con người mới là chìa khóa dẫn đến sự giải thoát. Thứ năm là tha thứ cho chính mình. Và cuối cùng là chúng ta phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Mọi người, ai ai cũng đều phạm sai lầm và cũng không thể đạt được sự tán thành của tất cả mọi người. Nếu như bạn cứ đắm chìm trong sự hối hận và tự trách mình, quá một thời gian dài như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên bi quan, sai lầm cũng sẽ không biến mất, thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn. Cho nên, bạn hãy mỉm cười và tự tha thứ cho bản thân mình. Thưa các bạn, trong cuộc đời này, không có lỗi lầm nào là không thể tha thứ. Không có con người nào là không đáng tha thứ cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ kính chào quý Phật tử và quý thính giả của công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong cuộc sống không có tình yêu thì thật buồn chán, tẻ nhạt. Tình yêu luôn là tình cảm thiêng liêng, trân quý, quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Tình yêu giúp cho con người trở nên vui vẻ, biết được giá trị hạnh phúc, nếm đủ khổ đau thương nhớ. Thế nhưng, không phải cứ cho đi tình cảm, nhận lại tình cảm mới được hạnh phúc an vui. Kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe 10 lời Phật dạy hay về tình yêu để suy ngẫm, chiêm nghiệm. 10 lời Phật dạy về tình yêu. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, tình yêu, tình cảm nam nữ, tình thân luôn luôn được sự quan tâm của đông đảo số đông. Dưới góc nhìn của Đạo Phật, tình yêu càng được định nghĩa cụ thể, tường minh hơn để chúng sinh hiểu thấu, đặc biệt là tuổi trẻ, giai đoạn khát khao mãnh liệt để yêu. Có tình yêu là sự tôn trọng, vĩnh cửu được tán tụng, nhưng cũng có tình yêu là mù quáng, lụy tình gây nên bao khổ đau, bi ai cho những kẻ bước vào dòng si tình. Làm sao để có được hạnh phúc, có được tình yêu trọn vẹn? Hãy cùng suy nghĩ, lắng nghe những lời Phật dạy hay về tình yêu để định nghĩa về tình yêu, duyên phận. Mỗi lời nói là một bài học sâu sắc, một lời khuyên chân thành dành cho mỗi chúng ta khi chưa hiểu rõ về tình yêu, đang đam mê, lạc lối, trong tình duyên chưa trọn vẹn. Tình yêu trong giáo lý nhà Phật là nhân duyên từ tiền kiếp. Mỗi con người đều có kiếp luân hồi chuyển thể từ kiếp này sang kiếp khác. Ở kiếp này, gặp nhau đến với nhau, thành vợ, thành chồng cũng là bởi duyên nợ. Sống trọn vẹn được với nhau ở kiếp này là do chữ nợ từ kiếp trước chưa trả hết. Tình yêu gắn liền với sự thấu hiểu giữa hai phía, cũng như từ bi gắn liền với trí tuệ con người. Từ bi, hỷ, xả mang đến cho người mình yêu hạnh phúc, sự sẻ chia, buông bỏ hết những phiền muộn ưu tư, khiến tình cảm rạn nứt, làm tan biến những đau khổ, phiền muộn trong nhau. Khi yêu, đừng nên một phía chỉ cho, còn một phía chỉ nhận,
mà cần phải cùng vui, cùng hạnh phúc, cùng sẻ chia. 1. Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận, thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn. Cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyện ba tức kinh luân chung chăn gối, thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên. Tình yêu luôn mang đến cho con người mọi cung bậc của cảm xúc: vui, buồn, nhớ, hận, đau khổ. Tuy nhiên, cái cách con người hành xử như thế nào với tình yêu, đó mới là cái cần học hỏi. Hợp tan mọi sự đều do nhân duyên. Kiếp này đến với nhau là bởi còn duyên nợ từ kiếp trước. Nếu là duyên thì chẳng thể bỏ được nhau, cùng nhau cố gắng vun đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc đời này không có duyên nợ với nhau thì cũng không nên lụy tình, vui vẻ chúc nhau hạnh phúc. 2. Hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay quà đều khiến đôi bên đau khổ. Trong xã hội với cuộc sống hiện đại, tình yêu luôn luôn cần phải có sự chín chắn, xác định đi với nhau trên đoạn đường dài. Vì vậy, thay vì hứa hẹn hảo quyền và tình yêu màu hồng, thì cần hành động để minh chứng cho tình cảm đối phương dành cho nhau. Tình yêu đòi hỏi sự thủy chung, bền chặt, không nên đa tình, bởi hạnh phúc vui vẻ chưa thấy đâu, nhưng chắc chắn sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người. 3. Thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên, nhất định gặp được đúng thời điểm, khai qua nở nhụy, gặp được người đúng hẹn, đúng duyên. Dạng sự tùy duyên, có lẽ duyên phận lứa đôi ở kiếp này được sắp xếp từ kiếp trước mà có. Vì vậy, dù muốn dù không, thì chúng ta cũng đi với nhau trên một đoạn đường. Hãy thản nhiên, bình tâm trước sự bất biến của trái tim, mách bảo chắc chắn khi gặp đúng người, đúng thời điểm, thì hạnh phúc sẽ đâm chồi nở qua mà thôi. Cố gắng cướp đoạt tình yêu không thuộc về mình, thì cũng chính là cầm dao cứa vào trái tim mình đến rỉ máu. Chi bằng, hãy quay lại với một người phù hợp với mình, mang cho mình hạnh phúc. 4. Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ. Kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ. Tình yêu được bắt nguồn từ hai phía mới có thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn. Đức Phật dạy rằng, có nên duyên vợ chồng hạnh phúc lứa đôi ở kiếp này là sự tu tâm dưỡng tính, mang nợ nhau ở kiếp trước. Có thể đến được với nhau, chúng ta đã phải trải qua muôn vàn cay đắng, khổ đau tiền kiếp. Vì vậy, ở kiếp này đừng vì bất cứ lý do nhỏ nhặt nào mà buông bỏ hạnh phúc của mình. Nếu lỡ một nhịp, có thể phải chờ đợi cả 100 năm nữa mới có thể gặp lại. 5. Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách. Vô duyên có gặp cũng như không. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu đã là duyên nợ ở kiếp này thì khoảng cách địa lý sẽ được thu hẹp bởi nhân duyên. Nhưng nếu không có duyên kiếp với nhau thì dù bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể trọn vẹn hạnh phúc. Đức Phật dạy ta rằng, đừng cố gắng chiếm giữ lấy khổ đau khi hạnh phúc không phải của mình. Hãy giữ lấy những giá trị thuộc về mình mà thôi. Khi đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được tình yêu trọn vẹn từ nhân duyên tiền kiếp. 6. Nhân duyên 100 năm, sai trong 1 phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Tình yêu đôi lứa là thứ tình cảm thiêng liêng cần mọi người phải trân quý. Với những người đem tình yêu ra làm trò đùa, thì khi quay đầu lại, chắc chắn bạn sẽ chẳng tìm được hạnh phúc như thuở ban đầu. Vì vậy, hãy yêu mãnh liệt khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Tuổi trẻ có giới hạn, đời người ngắn ngủi. Vì vậy, hãy dành cho nhau những gì tốt đẹp, chân thật và bền lâu nhất để có thể cùng nhau cập bến bờ hạnh phúc. 7. Yêu rồi biệt ly, quán rồi hồi hợp, buông tay về với trời, tất cả đều thành hư vô.
khi yêu, ai không mong mình có